Nhìn rất là đẹp luôn mọi người ơi. Ở đây là phía ngoài nè, đang để đi vô vô trong đây. Hi, hello, chào tất cả mọi người nha. Hiện tại Châu đang ở phía trước cổng để đi vô bên trong. Hôm nay Châu muốn đến đây chơi và đi với cùng với những người bạn của Châu. Và Châu muốn share với tất cả những người bạn và những người cả nhà trong YouTube của Mai Châu. Nơi đây họ gọi là Sách Fair Entertainment. Họ mở cửa vào cuối tuần, chỉ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Và hôm nay thì Châu nghe nói bên trong họ có những cái trò chơi, những cái ride, đồ ăn, đồ uống cũng rất là nhiều và rất là vui. Và nơi đây cũng là mình để mình đi cùng với gia đình để vào đây. Thì bây giờ Châu muốn mọi người, cả nhà mình follow với Châu để đi vô trong thôi, khám phá họ có những gì bên trong đây nha. Giờ mời mọi người cùng đi với Châu nha, cả nhà nha. Để mình đi vô đây, họ check vé, check nhà vé để đi vô cổng. Mình có thể mua vé tại đây và hoặc là mình lên trên mạng mình mua ticket nha cả nhà. I'm go with them. Yes. Thì trong đây nó hơi ồn tí nha cả nhà, tại vì có mấy cái ride á. Hello Stephanie. Đây là Stephanie, là girlfriend của Ray. Ray là bạn của Châu. Đây là girlfriend của Ray. Thì bây giờ hôm nay Châu, Stephanie, Ray và những người bạn đi vào đây chơi. Oh my god. What the? Oh my god, Stephanie, I can't believe it. I know, look at it. Yeah. Lemonade, strawberry lemonade burger. That's the for the drink, right? Yes. Okay. Đây là turkey. Quá trời cả nhà ơi. Cho cả nhà xem nha. Cho cả nhà xem nè. Hello Ray. Hello Ray. cả nhà xem. Oh. Hello chị Chrissy. Hello chị Cathy. Hello chị Lisa. Thì hôm nay Châu với cùng những người bạn Châu đi đây đến nơi này cho biết. Và Châu cũng lần đầu tiên đến đây nha cả nhà. Đây cho cả nhà xem đồ ăn đây. Đây là french fry nha cả nhà, khoai tây chiên nha cả nhà mình nha. Họ gọi là turkey đó. Đó, cái đùi con gà nó to như vậy nè. Dạ, gà tây đó chị Lisa. Trời ơi, mới lúc đầu em nhìn em nói ủa cái cẳng này là cẳng heo hay là gà tây á, nó to dễ sợ luôn á chị Lisa. Dạ, ở bên trong nó luôn cũng là turkey luôn á. Dạ, cái này nó adiso á. Dạ. Dồ, vậy hả chị? Nấu nước hả chị? Nấu và nấu canh ăn. Chị Lisa nói cái này nấu canh rồi bỏ cà rốt rồi atiso và nấu thì nấu súp cho mình ăn á, nó chị nó ngon lắm. Đó cả nhà thấy nè. Đó, đều là thết kỳ hết nha. Dạ. Vậy nấu cháo cũng được luôn. Đây cả nhà thấy nè, ở trên đây họ có để đây. Đây là thết kỳ lách nè. Chân gà tây nè. Trời ơi chị Chrissy ơi, nhìn em hết hồn á. Em mới đầu em nhìn em ủa cái này em không biết nó là turkey. Dạ, turkey leg đúng rồi chị, chân gà. To dễ sợ. Wow. Cả nhà thấy đó là bên đó là họ cũng là cái bếp để nướng nha. Bên đây là một cái bếp nướng nha. Dạ, bên trong quá trời nè. Rồi ở đây có ở đây có hot dog nữa nè, hot dog nướng. Này là hot dog khổng lồ. Khổng lồ chưa cả nhà? Hot dog chưa? Can I switch camera seat? Wow. Đó, look at. Wow, very big big hot dog. Yeah. You eat that and you maybe you full like all day. All day. Look so good.
Mình đi từ dãy bên đây trước đi ha. Và châu cho cả nhà mình xem đây là những cây củi nè. Đó. Củi này là để họ đốt cả nhà mình. Đây. Đó. Trang trí. Còn bên đó là những cái topping khi mà mình mua hot dog thì mình qua đó mình thích lấy cái gì thì mình bỏ vô đó nha. À, ở đây có củi nè. Đây. Cái đây là họ cũng như là coi như là họ trang trí luôn cả nhà nhá. Họ chất đó nguyên một cái khối trước vậy và to và lớn như vậy. Đây lần đầu tiên cháu mới thấy một cái tiệm mà bán hết kỳ mà nó to nó lớn như vậy. Dạ. Thấy hết hồn chưa cả nhà? Ok, đây là French fry. Dạ, French fry nghe cả nhà đây. Đó. Cháu mới vừa lấy miếng này để ăn đây. Đây là khoai tây chiên á. Thấy rất ngon lắm ạ. Dạ, ngon ghê á. Ngon ghê sợ luôn. À, ngon lắm không? Ok. Ở bên đó là nãy cháu quay là gà tây. Turkey leg chân nó bán cẳng gà, chân gà rồi khoai tây chiên. Rồi hot dog nữa. Thì ở bên đây kế bên nữa thì cả nhà thấy ở đây có họ có burger rồi hot dog. Dạ. Đây cả nhà thấy nè. Họ làm cái căn một cái căn nào căn máy nó to khổng lồ luôn đó. Đó. Nhìn hết hồn luôn đó nha. Châu sẽ tới gần nha. Tới gần cho cả nhà xem. Ở đây là có nước strawberry lemonade. Yeah, đây cũng là nước đây french fry. Và đó là cheeseburger nhìn hấp dẫn quá. Rồi có curly fry nữa, nó có nói chung nó có cái những cái kiểu khoai tây chiên rồi nó có cheese, nó có thịt, có meat trong đó, có bacon trong đó. Cái nè cái fry đó cũng ngon lắm, curly fry cũng ngon lắm cả nhà. Rồi nè, cho cả nhà xem cái hot dog đó. Đây để Châu lấy gần cho cả nhà mình xem nha. Nè. Cái hot dog nó khổng lồ vậy đó. Rồi khoai tây chiên nè. Rồi bên đây là ở bên đây cái này là giống như là củ hành tây á cả nhà, họ cắt khoanh khoanh lại đó rồi họ chiên đây. Nha. Cái hành tây mà cắt khoanh vậy chiên nó cũng ngon lắm á. Nhìn hấp dẫn dễ sợ luôn á. Nhìn rất là ngon. Đây cho cả nhà xem nè. Ray mới order cái hot dog ha, big để coi hot dog. Corn dog. Yeah, corn dog. Ok, họ gọi là corn dog nha cả nhà tại vì nó rất là bự rồi. À, cái này là turkey leg. Yeah. Turkey leg, cái này là chân gà tây. À, cái là corn dog. Dạ, yeah, giống như là một cái trái gọi là trái một cái corn dog là nó to là to. Wow. Looks so good hả, Ray? Oh yeah, good. Maybe oversized. Oh, oversized. Double size. Yeah. Khổng lồ á, hot dog gọi là hot dog khổng nó khổng lồ, họ gọi là corn dog. Chứ không gọi là hot dog nha cả nhà. Nhìn hết hồn luôn á. Họ quảng cáo trên mạng. Dạ. Thì và mấy người bạn Châu mới nói là thôi đi đến đây mình đi cho biết đi. Sẵn Châu cũng muốn đến đây rồi, mình muốn biết là trong đây có họ bán như thế nào, bán cái gì, những cái gì và như thế nào. Đi cho biết tại vì mùa hè một năm thì họ chỉ có mấy tháng hè thôi, họ bắt đầu họ mở từ tháng 7, 21 tháng 7 cho đến 28 tháng 7 thì họ đóng cửa, họ mở đúng một tháng. Dạ. Yeah. Đây là nước uống nè. À đây có chanh dây nha cả nhà. Đây. Chanh dây đây. Cái này, cái nước này thì Châu không biết gọi là gì nhưng mà giống như có nước sữa trong đó. Cái này là nó có giống như trái cây. Yeah. Cái này giống orange juice quá, nước cam. Cái này cũng là trái cây. Thì ở dưới đây nó có những cái gì
Yeah, cháu biết tất cả đều giống là nước trái cây. Hi. Hello. Looks so good. Yeah, you want to try? Looks so good, maybe. Okay, can I try it? Yeah. What do they call it? This one is cantaloupe. Cantaloupe. Which one good? Can you show me? Which one good? The one I like. Which one? I like passion fruit and strawberry love. Maybe I try that. Listen, this one, right? Strawberry? Yeah, this one is strawberry lemon. Okay, can I try that? Yeah. This passion fruit. Okay. Chanh dây, yeah. Xin cái này là nước nó có strawberry. Ngon lắm cả nhà ơi. Rất là ngon. It's a passion fruit. Wow. Yeah. I tried it. Rất là ngon. Ngon lắm. Cho cả nhà xem nha. Cho uống này. Đây là nước passion fruit và chanh chanh dây. So good. Yeah. I love it. Strawberry milk too. What do you call? Horchata. Yeah, okay. Maybe I try that too. Yeah. Bây giờ Châu muốn thử cái nước uống này. What they call? Horchata. They have milk inside, right? It's milk. It's milk, rice, and cinnamon. Oh, okay. Yeah. Có sữa, có cinnamon. Cinnamon là quế. Ok, Châu sẽ uống thử nha. So good. One for refill. Okay, yeah. in the bottle, then? Yeah, everything except the small. Oh, okay. Thank you. Yeah. Thank you. Hỏi Châu muốn thử những cái kế tiếp nữa không? Yeah, rất là dễ thương. Trong đây thì họ bán những cái quầy hàng thì thật ra cũng là không phải là nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà một cái quầy nào quầy nấy nó to đùng luôn. Rất là to luôn, bự lắm, to lắm. Đây cũng bán đồ ăn đây. Quầy chiên. Đây là đồ ăn mẻ. Bán mấy cái kẹo và đủ các loại kẹo luôn. Để Châu cho cả nhà mình xem. Đây. Đủ loại kẹo luôn. Hi. Is that a mic? Is that a microphone? Yes, it's a microphone. Yes. Wow, looks so good, huh? Đó, bán đủ loại kẹo nè. Cái này thật ra cái này con nít thích lắm nè. Nè, nít sẽ thích lắm. Đủ loại kẹo hết. Tối thứ sáu cho nên nó cũng chưa có đông lắm. Ngày mai thứ bảy tối mai thì Châu sẽ nghĩ là nó sẽ đông hơn nhiều. Ở đây nè, họ có bán những cái đầm cho mùa hè nè, đồ mình mặc đi biển chơi nè, con nít có, đồ người lớn có, rồi những cái tranh ảnh để mình treo, mình treo ở nhà. Okay, looks so good, huh? Cheers. Cả nhà ơi, Châu với Stephanie ăn, Châu thì turkey leg. Like. Yeah. Còn cái này là corn corn dog. Yeah. Để Châu say thử. The big dog. Yeah. Very big. Very good. Okay. Want to try it? Yeah, very good. Try it, Stephanie.
Ngon quá, ngon lắm luôn ở nhà. Try this one. Okay, I try it. Rất good luôn. Chị cứ xì ngon ghê á. Hả? Chị try chưa? Châu sẽ nói okay, chung cái này one, ngon lắm. Amazing. The meat is so soft. The meat, you know, it they just falls off. Yeah. Đây là đây juicy. They not very dry. No, it's not dry at all. Yeah, not dry, but so good. Good, very good luôn cả nhà. Trời thật. Và cái này cũng good nữa. One more time. Cái gì chị? Hot dog. Hot dog nữa hả? Ngon quá cả nhà. Okay. Chị cứ xì đưa cho Châu để Châu thử cái hot dog nha. Cái này gọi là hot dog khổng lồ nha cả nhà mình. Daddy's working, daddy's working. Ngon á. You try that, ready, Stephanie? Try it. Try it, Stephanie. Ngon á, chị cứ xì. Nói thiệt mà nói chứ là hot dog cũng ngon ha, à, good vậy. Spicy. Mm-hmm. But it's really good. Còn phút thôi hiếu. Ê, bit more. That one is amazing. Ngon hả? Trong một ăn cái này Châu rất là thích nè cả nhà. That is good, right? Very good, right? Very good. You want to try one more time? Oh, yeah. Wait, wait, wait. There's more meat. So good ha. Very good, Gay, Ray. Cả nhà ơi, good lắm. So good. Ray, you try this and ready? Yeah, really, really okay. Good. Very good, Ray. Very good, very, very good. Okay. Cả nhà thấy cái chân nè. Đó. Nó to vậy nè. Ngon, ngon, cực kỳ ngon luôn. Chị Chrissy, ngon thiệt á. Em muốn share cho cả nhà biết là cái thất kỳ này nó ngon quá. Yeah. Thấy chị có thật try này chưa? Yeah, I try already. Rồi. Ngon lắm. Ngon lắm luôn á. Lần đầu tiên mà Châu ăn thất kỳ mà Châu thấy ngon vậy. Cái này ngon nè. Wow. Đây đây. Ngon rồi, ngon mà. Ồ, đây nè cho cả nhà coi nha. Đây chị Cathy mới order cái hamburger. Wow. Nhìn ngon quá cả nhà ơi. Nè, đó nó có chi nè ha. Thịt nè, đó. Cà chua nè, salad nè. Đây là french fry nha. Dạ. Dạ. Chị Chrissy biết không, là em là lần đầu tiên mà em ăn thất kỳ mà em thấy nó ngon vậy. Wow. Cái này gọi là cái gì vậy chị? Cucumber. Cucumber. Ờ ok, cái này là dưa leo nghe cả nhà, dưa leo nhúng bột. Dạ, cái này là dưa leo Mỹ rồi mình họ nhúng bột họ chiên nè. Đó. Đó, em sẽ try nhưng mà em ăn cái này tiếp ngon quá. Thường là em không ăn thất kỳ đâu. Tại vì cái thịt của nó nhán lắm nhưng mà cái này nó làm ngon thiệt á. Vậy hả? Ngon lắm luôn cả nhà. Châu phải nói là cực kỳ good. Cái thịt nó về juicy. Nó không có bị khô mà nó lại ướt á, giống như là cái thịt mình ăn mà mình cảm thấy nó ướt ướt á. Nó very soft nữa. Ngon lắm. Ngon lắm. Mấy chị ăn gì nữa đi. Coi nè, mình order đây. Hamburger, cucumber, dưa leo. Đây, cái này là mấy chị của Châu order đây. Đây là corn dog nè. Nó to quá, nó không gọi là hot dog nữa, corn dog luôn. Đây, nhà đấy nè. Đó. Đây là hot dog kẹp bánh mì nha cả nhà. French fry. Hamburger ăn hết rồi. Dạ. Ăn hết 2-3 cái rồi. Hả, ngon không? Hamburger ngon không? Ngon lắm hả? Đó.
Trời bự quá, cái này chắc mình phải kêu nó nhờ nó cắt ra không ta? Đâu, chị hỏi nó chắc không? Đâu, cái này cắt rồi, muốn ăn nào? Em muốn thử, em muốn thử một miếng này. Trời ơi, cái này cắt làm bốn đi chị Ca Tì. Nè cả nhà coi nè, nó ngon cực kỳ luôn. Châu sẽ thử cái hamburger nha cả nhà. Châu sẽ thử đây. Chị Ca Tì đang cắt cho Châu đây. Cái này em để ngay góc này đi hồi ăn tiếp nữa. Cái này là ngon quá. Cái này cho em miếng có nào có chi á nha. Này là em thích có chi. Cho em xin miếng này. Em cầm luôn ăn khỏi giấy. Dạ. Đây nè cả nhà, đây Châu sẽ thử nè. Ngon quá. Ngon lắm cả nhà. Châu muốn share với cả nhà. Châu mời cả nhà ăn thử cái hamburger với Châu nha. Sorry cả nhà, hồi nãy giờ Châu quay Châu ăn thử cái thích kỳ mà Châu quên mời cả nhà mình luôn. Xin lỗi cả nhà nhiều nha. Bây giờ Châu mời cả nhà ăn thử cái hamburger. Rất là ngon. Cái thịt nó ướp nó không có bị khô. Không có khô. Rồi nó có chi nữa, nó béo béo nữa. Có cà chua, có xà lách. Ngon lắm. Hamburger ngon á chị. Dạ. Mấy chị em người nào nói ăn mà nói no nê hết rồi. Ở đây nó có Everest tattoo nghe cả nhà. Yeah. Đây là xịt Everest nè. Nếu mà mình có muốn dùng bằng cái máy để mà nó xịt á và nó thổi lên trên người mình muốn chọn những kiểu gì ở đây có nè. Dạ. Bóng có đèn chớp chớp nè, đẹp quá. Và trong đây là cái nhà để mà mình ngồi mình ăn nha. Mình mua đồ ăn xong rồi á thì mình đến đây mình ngồi nếu mà ai muốn. Dạ. Người ta ngồi cũng đông ghê á. Có những cái trò chơi cho con nít chơi nữa nha cả nhà. Dạ. Nếu mà mình chơi trúng thì mình được lãnh những cái con thú nhà bông ở đây. Mình đang chơi nè. Giống như mình chơi bowling vậy đó. Giống như mình chơi bowling vậy đó. Good luck. Good luck. Yes. Oh no. No. Trật rồi. Cậu bé này trật rồi. Hi buddy. Tiếng con nít nó là chí chế. Bên đây cũng có những trò chơi đây nữa nè. Mua nhiều thì bây giờ em ăn thử cái này. Cái này ngon lắm hả chị? Nó kêu là cucumber phải không? Dạ đúng
Cái này là dưa, nó gọi là dưa leo Mỹ, cả nhà, nó rất là to. Rồi nó nhúng bột, rồi họ chiên thôi. Ngon, mà cả nhà cùng ăn với Châu nha. Ngon, ngon hả chị ha? Cái chị cũng ăn thêm nữa. Ngon. Ngon quá ha. Tính ra trong đây á, rộng á. Mà tại vì hôm nay em nghĩ là thứ sáu, thành ra nó chưa có đông lắm. Nếu mà muốn đông á là ngày tối mai á. Ngày mai nó sẽ đông hơn, tại chủ nhật người ta không đi làm. Có nhiều người, thứ bảy vẫn đi làm. Dạ. Đúng rồi, lớn nhất, tại vì cái đây nó là chỗ đua ngựa. Next time is 6 to 6 is better. 6 to 6 hả? Dạ. Về đây nè, cái tụi này đi thì 6 to 6 tới. Yeah. Cũng tổ chức ở đây luôn. Hả? Có đề hoài chưa? Chưa. Vậy hả? 6 to 6. Dạ, 6 to 6 better hơn hả chị? Yeah. Oh, ok. Cái này nó gọi là steak fair. Steak fair entertainment. Yeah. Nó cũng tổ chức có 1 tháng nha. Sau khi đúng một tháng thì Steak Fair sẽ rời đi. Thì 626 nó gọi là 626 sẽ tổ chức cũng tại đây luôn nè cả nhà. Thì mấy chị bạn của Châu nói là 626 maybe là better hơn, nó sẽ full hơn, nó sẽ nhiều đồ hơn, nhiều đồ ăn và nhiều đồ chơi hơn. Cái đó nó nhiều, chắc nhiều đồ chơi, nhiều những cái trò chơi rồi nhiều đồ ăn vậy. Ngon. Mấy chị không ai ăn nữa. Cái chu xích đông mà chịu hơn. Vậy hả? Nó sẽ đông hơn hả chị? Chị có đi cái đó bao giờ chưa? Em cũng chưa đi. Vậy hả? Cũng ở đây hay là ở đâu? Ở đây luôn hả? Ồ. Hôm nay em là lần đầu tiên mới đi cái Steak Fair này. Cái này nó có cái dưa leo trong mình nhai nó đỡ ngán. Mấy người kia đâu hết rồi hả chị? Cái dưa leo nó ướt lắm, nằm mà dễ ăn ghê. Ok. Hi Brandon. Hi. Thank you very much for you make this for me. Ok, hôm nay Châu đến tiệm của anh Brandon này á cả nhà. Thì nguyên cái tiệm đây là có, đây là cái tên tiệm của ảnh đây nè. Dạ. Soko Sai nè. Dạ, cover. Dạ, ảnh làm những cái này á thì mình có thể mình làm mua về mình làm kỷ niệm đó. Ảnh mới vừa làm cho Châu là mất 1.5 tiếng đồng hồ đó. Mai Châu Daily Lock. Dạ, Châu muốn đặt một cái để kỷ niệm á, để về mình để ở nhà. Làm một cái như vậy là mất 1.5 tiếng đồng hồ đó. Anh này ảnh rất là khéo tay và ảnh làm cái này cho Châu. Thì cái này là tổng cộng số tiền chỉ có 60 đô thôi cả nhà. 60 đô thì tính ra tiền Việt Nam là khoảng 120 mấy triệu. Dạ, yeah. 60 đô Việt Nam đó. No, sorry cả nhà, 60 đô là Việt Nam mình là tính ra 12 triệu. 12 triệu mấy, khoảng 12 triệu mấy trăm ngàn gì đó. Châu cũng không nhớ rõ là 100 đô là đổi ra bao nhiêu, nhưng là 60 đô. Đó. À, đây. Châu đặt để về làm kỷ niệm đó. Anh Brandon say hi với tất cả mọi người, say bye. Bye. Tất cả cả nhà ơi, Châu mới vừa, anh Brandon mới vừa làm xong cho Châu đó, thì bây giờ Châu sẽ đem về nhà mình trưng trong nhà để làm kỷ niệm. Và cái video clip tới đây cũng đã dài và cho Châu tạm ngưng tại đây nha. Châu với mấy chị đi chơi hết một buổi cũng vui, mấy chị vui không? Ăn uống rồi no, rất là no luôn. Thì bây giờ chuẩn bị về rồi ra xe về đi ngủ thôi. Rồi Châu cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo dõi cái clip của Châu ngày hôm nay. Chúc cả nhà một buổi tối ngủ thật ngon giấc và bình an bên gia đình và người thân nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video tiếp theo ha. Yeah. Bye bye. Bye bye. Bye, bye.